Đây, nhắm mắt mình đây. Gì đưa, không bao giờ đưa. Dễ gì, dễ gì đưa. Nè, bún nè, chú chị. Ờ, bún tàn coi. Đưa ngoài, đưa ngoài bún tàn. Đưa ngoài bún tàn chứ không phải. Đưa ngoài, đưa ngoài, đưa ngoài bún tàn, dễ gì. Giống là ngồi quán rồi để cái tay ra ngoài. Trời ơi, uống bia có phụ nữ khui cho, rồi có phụ nữ đút mồi nữa, thôi thôi. Uống biết nào xỉn. Biết chừng nào xỉn. Gặp anh Nút là anh uống ngày đêm luôn đó. Tại Bình Thường Kiên Giang xin kính chào quý cô chú anh chị. Hiện nay em đang có mặt tại nhà anh nghệ sĩ Ngân Phúc. Thì thưa với quý cô chú anh chị, bây giờ em đang lần tiến vào bên trong cho quý cô chú anh chị mình xem là tình hình sức khỏe anh nghệ sĩ Ngân Phúc ngày hôm nay. Anh rất là cải thiện sức khỏe luôn quý cô chú anh chị. Đây nè, anh chị nhìn thấy anh bên đây các tay anh chán nữa. Thưa cô chú anh chị, thì em Tài đến đây thì đón anh chị bà con của anh nghệ sĩ Ngân Phúc qua thăm ảnh. Thì hôm trước là anh chị cũng đã có sử dụng qua sản phẩm ngải đen, ngải chống độc Cao Trung Sơn, thì anh thấy rất là cải thiện sức khỏe. Là anh mua cho mẹ, anh mua cho mẹ ruột của mình đúng là bị bệnh về phụ nữ. Thì cái đó em Tài, cô chú anh chị nào cần tư vấn về phần đó thì điện cho em Tài nha. Thì hôm nay thì uống rất là khỏe cô chú anh chị. Thì anh chị mới qua là đặt thêm nữa, là lấy thêm hộp hộp lớn và thêm một hộp viên luôn cô chú anh chị. Đó, thì bây giờ em Tài xin mời cô chú anh chị cùng em Tài đón hai vợ chồng của anh bà con với anh nghệ sĩ Ngân Phúc qua cô chú anh chị. Rồi em Tài xin mời ạ. Chào chị nha. Bữa nay đến thăm em Ngân Phúc hả chị? Dạ em đến thăm anh em. Ở nhà chị ở đâu? Nhà em ở dưới gần với ở Tư Vĩnh Tiến anh. Ở Tư Vĩnh Tiến ha. Dạ. Từ dưới ai? Làm gì? Mình bà con sao chị? Dạ bà con ông cậu anh. Con cậu ruột ha? Dạ. Là bên chị mẹ hay là... Mẹ cha. Cha hả? Bởi vì bà con mẹ biết. Mẹ của anh Phúc thứ hai, cha em thứ sáu. À, đi rồi, bữa sáu. Bữa sáu bữa đó có lên đây nè. Dạ. Em bữa nay, con gái thứ hai. Bữa nay chị thấy sao? Thấy anh Ngân Phúc như thế nào rồi? Dạ em thấy anh em khỏe lại nhiều nè. Thấy ok thì đúng không? Dạ. Quá tuyệt vời ha. Cấp trước thấy mấy anh quay lên thấy ảnh nằm chỗ mà thấy ảnh không có còn cảm giác gì hết trơn, cũng thấy cũng rớt nước mắt mà giờ thấy được rồi. Thấy em thấy gái mình qua thăm thăm em kìa, nhớ không, còn nhớ không lúc trước em tuổi lớn hơn em Phúc nhiều không? Dạ không, em nhỏ hơn. Em năm nay nhiêu? Dạ em mới 36 à. 36 hả? Dạ. Vì cũng cùng trang lứa với Ngân Phúc rồi. Dạ. Lúc hồi nhỏ có đi chơi chung nhau không? Dạ có, anh thương em lắm mà, hồi đám cưới của em ảnh đi đưa dâu rồi nữa đó. Dạ. Rồi Duy cũng nhớ rồi, lúc đó có trang điểm rồi cho em không? Có, hồi lúc em đi coi vợ và con chính em thì ảnh trang điểm em đâu, biết trang điểm gì đâu. Đẹp chưa? Đó. Còn chồng em hồi đó là bạn đi chơi chung với rồi, bạn luôn hả? Vậy dạ. Đó, Duy ngồi hỏi thăm chút đi. Hỏi thăm đi, hỏi thăm coi ông anh mình coi còn nhớ không? Nên đi chơi chung đó, hồi lúc còn đơn ca rồi đó, đi chơi chung với ảnh đó. Vì anh xã của em là biết đơn ca hả? Biết đơn ca anh? Đi chơi vậy đó, đi hát theo không, thấy người ta hát phá vậy đó chứ đâu có biết hát gì đâu. Anh xã em không biết hát hả? Dạ. Rồi em biết hát không? Dạ không. Không luôn hả? Dạ. Biết hát, hát cho em Ngân Phúc bài dạ mấy bài hát mà mình hát hồi đó mình hát chung đó. Cái này tươi sáng này nè. Bữa nay ngon lành rồi, bữa nay có lý lắm rồi. Mà lần đâu ấy đâu. Hồi đợt ảnh bệnh ảnh mới về em có lại thăm lại thăm ảnh, cái em hỏi anh ảnh còn nói chuyện còn ngồi đồ được á, hỏi anh khỏe không, anh biết em lại không. Mình nhớ chứ là không biết kêu mày bận gì nữa. Nhớ mình nhìn là tao nhớ rồi đó mà tao không biết kêu bận gì. Cái em ngồi hơi lâu, em ngồi có tiếng hay tiếng hồi vậy đó, em nói anh ơi sao anh không nằm nghỉ đi, anh ngồi với anh mệt. Mày ngồi ở đây sao tao nghĩ được, tao mắc cỡ. Nói vậy đó hả? Anh nói vậy đó, mày ngồi ở đây sao mà tao nghĩ được, tao mắc cỡ sao mà tao nằm nghĩ được. Hỏi anh có thèm ăn gì không? Anh nói thèm trái gì xanh xanh á, nói cái là trái nho xanh đó mà xanh. Không có biết cái tên á. Lúc đó là em Phúc mơ. Lúc đó anh mất trí rồi, anh không có biết gì chứ. Dạ. Lúc đó mất trí hả? Dạ, anh mất trí rồi. Mà anh cũng còn đi đứng mà cái nữa. Bệnh gì mà kỳ lạ ha. Dạ. Mà sức khỏe vẫn bình thường mà mất trí nhớ.
mà lúc đó anh cũng ốm chứ anh cũng xuống ký mà cũng không có đến đổi tại vì mất trí thì đâu có ăn ngủ được nha em, giống như là bệnh thần kinh á. Mà cũng đời người mà biết sao nói em mới đây gì thì năm nào anh cũng đi đám giỗ cha em thờ ông nội bà nội đó, năm nào anh cũng đi chứ anh có hiểu lắm, đám tiệc là anh đi xe qua anh em giỡn hết rồi bình nói chung thường là... anh không có nghĩ gì hết trơn á. Đúng rồi, anh Phúc, em Phúc sống có đạo đức cho nên là khi mà em bệnh như thế này nè, bà con ở khắp mọi nơi gần xa trong nước ngoài nước ha, đều hướng về hết để giúp đỡ. Mà như là em không biết chị xe đó, ông xã em không rảnh thì ông mới chở em đi được chứ em đâu có đi lên được đâu. Cầm cái rồi anh Hồng đút hút đi em không đừng đút đừng đút ủa cầm chứ lộn cầm thử rồi cầm thử rồi khơi gọi lại chút. Rồi, bữa nay tập lại nghe chứ gì lại coi để coi sao bữa nay coi sao nó dòm rồi đó cảm nhận rồi nói chung là có cảm nhận rồi sao thì đưa không bao giờ đưa dễ gì đưa nè bún nè chú chị bún tàn coi đưa ngoài bún tàn đưa ngoài bún tàn dễ gì để rớt vô đây cái là giờ lắm đó. Giống là ngồi quán rồi để cái tay ra ngoài. Chứ dân vô mình ta sao? Né thì chưa gặp. Nếu hút mà cũng thấy đẹp. Đó giống mình đây chị. Đó. Đó bắt đầu ảnh chuyển mình được rồi cô chú chị. Chuyển mình được rồi đó. Chuyển mình được rồi. Quá mừng luôn. Ba tàn rồi đấy mà hy vọng rồi. Mai mốt ngày nào cũng đưa điếu thuốc cầm đi. Rồi, điếu thuốc. Sáng giờ chị cho anh uống thuốc gì vậy? Uống rồi. Đúng rồi. Cái điếu thuốc này cũng lợi hại nha. Đúng rồi, đưa đúng. Bún tàn rồi đem ra ngoài để gạt tàn rồi chở mình luôn. Chở mình luôn. Dám chừng điếu thuốc này hay hơn thuốc Cao Trung Sơn nữa. Dễ gì ấy thuốc. Dễ gì. Ơi ơi. Hút đi. Không lấy lại dễ sao? Không, từ từ chứ tao hút từ từ, tao phải suy ngẫm chuyện đời rồi tao mới hút được chứ. Đó. Cũng tàn đó. Cũng khừ chưa? Bữa nay tỉnh dữ lắm rồi. Tỉnh khỏe rồi. Bây giờ chỉ còn nói chuyện rồi mình tập ảnh đi lần lần được đó. Ăn gì kêu nấu cho ăn cái. Bữa nay cái tấm hồi đó nói chuyện cũng khó lắm. Không chuyện mới nói. Vậy là tính khó. Thì gặp đứa em mà mấy đứa em gái mà chịch là la gầy lắm mà. Hỏi bình thường đúng. Em bị nó la rồi. Quỷ con Kiều này đâu mà tới giờ chưa thấy hả? Mà chỉ đi đám giỗ bà nội bà nói cái ở nhà cô hai kêu lấy thuốc cho uống gì đó. Cái cô hai chỉ kể chứ nói bà nội cha mày mày xa tao ngoài đi hả? lấy nước chờ cho má ăn cơm uống. Bà nội cha mày sai hoài, sai gì sai cái đi. Lúc đó cái não bị vậy. Bây giờ lúc đó về bị à. Đi đứng là bình thường mà có cái là không biết gì. Nói chung là ngày hôm nay là thấy tình hình sức khỏe của ảnh là cải thiện khoảng cả 70% lúc mà ảnh nằm tại chỗ. Cách đây khoảng cơ 2 tháng trước anh cải thiện dữ lắm, bây giờ chỉ còn cái là tập ảnh nói lại với tập anh đi mình, anh biết hết đó chứ tại anh không nói được nha. Nói chuyện gì cái miệng sáng giờ cái bật rồi vậy rửa mặt đi cười chiếm nói xong cười luôn rồi chiếm nói chuyện gì cái miệng miếm rồi chiếm tại vì cầm nước thuốc mà biết bún là chứng tỏ là có khơi gợi cái đúng rồi đó 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 tính ra yêu đi phố hơn đó kéo luôn hả kéo mà không thấy khối người ta dòm lại ôi kéo mít luôn trời à thuốc rồi kìa thấy không thấy hơi phải cái này mà cái này mà mình đốt lưng khối dám chừng tỉnh luôn rồi nói chuyện luôn đúng không mình đốt không thôi không nên tại vì chứ ảnh hưởng bộ não lắm. Chú là ủa có làm gọi gì thôi không? Không có mà mình không có là tốt nha, đừng có nói đi ra bữa hổm mình làm không có đốt rồi cô chú nói chung là bữa nào mà không có quay hình không có ghi hình rồi đốt cho em hút nha.
Nói chứ cô chú để ý lắm đó nghe, mà mình mà chịch tí xíu là cô chú điện la lắm mà, giỡn đâu. Mình hổm đó. Cái bữa mà đăng cái cầm cái thuốc, trời ơi, nhận cuộc gọi điện liên tục, ngày đó điện mấy chục cuộc. Điện quá trời la với em luôn. Ngày hôm nay tiếp tục nữa, chắc bữa nay bị la nữa nè. Bây giờ còn một cách nữa, hôm nay là mình xài thuốc với cà phê đúng không? Ừ. Bây giờ mua lon bia nữa. À, dám chừng uống bia tỉnh luôn nha. Mình có lon bia không? Cái lon bia bữa mua cúng đĩa đó tới giờ còn đó. Để em biết khui không? Đưa cái lon bia lên, đưa cái thương hiệu người ta la làng nữa nè. Là cái thương hiệu. Ừ. Quay cái chữ vô cái trong chữ vô, ảnh á. Ừ. Ôi hai bề luôn. Không, cái giữa vậy đây. Ờ, rồi đâu đưa thuốc rồi, lụm lon bia cái. Cảm nhận không? Ừ, phải khui cho người ta rồi chứ. Thôi đừng khui, đừng khui để không, ví dụ thôi chứ. Ví dụ thôi. Ê, đâu mình bữa nào mình cho anh nhắm thử miếng này nó sao? Đôi khi cũng tiêu quá rồi, hoặc là có cái gì đó nó kích thích. Từ từ để cho em cảm nhận, để cho em cảm nhận. Số lượng nhiều quá thì mình sợ, nhưng mà ít ít là có thể anh kích thích. Thả thuốc thì nấy à, còn bia thì uống miếng cũng cho nó tiêu quá vậy thôi. Ngài làm cỡ 2-3 muỗng thử coi nó sao. Thưa cô chú chị trên cộng đồng mạng, thưa quý mạnh thường quân, có cho em uống một chút xíu bia được không? Chú chị bình luận với mấy anh em mình nhé. Bây giờ hỏi ý kiến của chú anh chị trên cộng đồng mạng đi là đừng khui. Cho anh nghệ sĩ Ngân Phúc hút thuốc, uống cà phê, uống bia được không? Hút thuốc là không được rồi nè. À. Uống cà phê hay cử nè, nhưng mà rồi. Uống bia. Bây giờ uống bia. Uống bia được không? Biết, mình chưa biết. Để mình hỏi ý kiến mới được. Rồi. Mấy anh em mình phải hỏi của chú anh chị và quý mạnh thường quân, rồi hỏi chú Tài nữa mới được. Với cà phê thì nó cứ thích cho bộ não, còn bia này chỉ nó uống chứ đỉnh thì nó tiêu quá thôi, chứ mình sợ mình uống nhiều quá. Dạ. Nhưng mà tại vì em biết sao không? Tại sao mà tụi anh phải hỏi ý kiến của cô chú anh chị và quý mạnh thường quân và chú Tài? Tại vì những khán giả và quý mạnh thường quân là người ta rất là lo lắng sức khỏe của em. Biết đau là phải to đâu nằm chỗ một. Bây giờ để cho em tập trung coi sao nè. Sao suy nghĩ có khui hay không? Suy nghĩ coi. Đi đây khui chưa? Là chê không uống bia này nữa, không biết nữa. Rồi đưa vô miệng coi. Hay là người ta cử bia rồi. Bỏ bia hay gì? Mấy bà này, đó người ta là nó không nhậu rồi. Không, nếu mà bảo đảm, nếu anh bảo đảm mà bia mà đút vô miệng cho khui rồi đút vô miệng uống là bảo đảm em sẽ đưa vô miệng uống. Điều tất nhiên rồi, giờ thử đi anh Kiều. Thử thì em thử thôi. Mà bây giờ mình đổ bia ra bớt đi, để đầy quá đổ mình anh à. Thử đi em. Rồi. Rồi. Thử nghe chú chị. Thử à. Cái thằng nãy chứ cây không à. Bây giờ chị Kiều á, chị Kiều lấy đổ ra ngoài đi chị Kiều. Đổ ra ngoài bớt đi. Thử em có cảm giác không chú chị? Mượn đi em tháo anh. Đổ bớt đi. Đổ bớt thì để ảnh nghiêng đổ mình ảnh. Ê bớt. Ê. Đổ thôi bỏ đi, mình không uống rồi bỏ đi. Rồi. Rồi để cho lắng bọt lại xuống tí xíu hả? Để khi bọt không á. Cho thử miếng nhím miệng thôi. Rồi cho có hơi gì đi. Đó. Nhím rồi đó. Vô rồi. Anh nói sao cái mùi bia này quen đó, là mồi cho người ta nữa mới được. Mồi chị ơi, mồi chị cho ta uống bia rồi chị dẹp mồi đó lắc mình lên đó cô chú chị. Rồi bỏ dao dưới chị, để dưới đi chị, đừng có dở cái dao lên, để gọt dưới chị, tại hình ảnh có dao nó không có được. Được chứ không phải là không được, điều mình hơi kiêng cử tí xíu thôi. Rồi uống đi em, cho đó. Thầy đút lên cho nước chưa vô miệng á. Trời ơi, uống bia bữa nay chú Tài uống điện ổng la vô một cái khủng khiếp. Thử thôi. Để chưa uống ăn gì, phải uống đi mới ăn được. Khoan, để cái còn nó đổ lỗ mà chứ. Ăn uống cái đút thuốc mồi cho anh uống vậy đó. Cho ăn miếng cái bởi vậy. Trời ơi, uống bia có phụ nữ khui cho, rồi có phụ nữ đút mồi nữa, thôi.
Uống biết nào xỉn. Biết chừng nào xỉn. Gặp anh Út là anh uống ngày đêm luôn đó. Trời, nói thành hồng cái thành hồng nhướng nhướng khoái. Đó đó đó, đó chép chép rồi đó. Ồ, thấy không, thấy không? Thấy cái miệng của em chưa? Bữa nay là anh chở mình được rồi cô chú anh chị. Mình được. Nghiêng mình được rồi đó. Nãy giờ anh giật giật cái da nó hai ba lần rồi đó. Mai mai ngồi đi luôn giờ. Bữa nay tới ngày cho anh ăn ớt chưa anh Hồng? Tới rồi. Tới không? Bữa nay đây chiều không nói chuyện cho ăn ớt đó. Thì giao gọi đó. Ở đây dẹp rồi. Dẹp đi. Dẹp đi, không uống dẹp đi. Dẹp hút thuốc rồi. Nhà uống mấy này rồi dẹp. Kệ cho nghiêng nghiêng đụng nước thử coi. Thôi chắc không uống đâu. Rồi 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 thôi dẹp đi, dẹp đi. Mình thử thôi. Cho nên nhắm môi được. Cầm lấy thuốc lên. Bây giờ em gửi xa qua đây cho em nhúng mình trên cái kia. Nhúng mình cái. Xa nữa cho em bừng thêm. Cho em bừng xa nữa. Nữa nữa. Đưa đi bên kia. Em cầm đi. Bỏ dần cái gì. Ừ em cầm kiểu đây. Cầm đây rồi đưa đi. Rồi đưa từ từ cho em dớt theo. Anh này. Dạ đi kìa. Đụng đụng tay luôn, đụng đụng tay cho anh cảm nhận được đi rồi anh. Wow, khó lắm. Rồi đó. Trời ơi. Dễ lắm sao, dễ dụ lắm sao. Dễ để gần gần chút đi em, để gần. Dễ dụ tôi lắm sao. Rồi nghĩ rồi đó. Trời ơi, bà đút tôi cũng không muốn nữa, nó dụ tôi. Rồi tới thuốc hút đi. Thuốc thì hút à. Rồi, thuốc ngon hơn à. Vậy là hết dặn. Để cho anh tự sửa thôi rồi, nói sao. Thuốc này có lý hơn à. Bỏ nè, bỏ nè, bỏ nè. Đó, 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 sửa lại nè. Thuốc dồn để ý lắm. Không ăn nó bởi vì tao hút thuốc mà đưa đồ ăn. Ngày hôm nay là thấy ảnh khởi sắc rất là nhiều cái chú anh chị. Qua hình ảnh camera thì cô chú anh chị nhìn cái gương mặt hơi nhạt, nhưng mà thực tế bên ngoài thì rất là có sắc. Tại vì khi ánh nắng chiếu vào đó rồi camera quay thì nó hơi bị nhạt, nhạt tí xíu cô chú anh chị. Nhưng mình nhìn ở bên ngoài là thật sự cái gương mặt ảnh là rất là sáng, hồng hào. Nói chung thì đó, chở mình rồi. Đó, chở mình rồi đó, chở mình được rồi đó cô chú anh chị thấy không? Chở mình được rồi đó. Sức khỏe của em đang quá tốt anh chị, chở mình rồi cảm giác là những thuốc mà phải gạt tàn phải đưa ra ngoài mới gạt. Đúng rồi. Cái hay bia lon bia thì em đưa vô miệng có cái hơi thử em đó cô chú anh chị. Đưa vô có cái hơi bia mà mình đổ ra rồi có dính miếng là em cái miệng em không. Trước là chị có mua sản phẩm là ngải đen cao trung sơn thì về thấy uống khỏe chứ không chị? Dạ uống thấy có hiệu quả anh. Dạ. Là chị dạ. Mua cho ai uống được rồi ạ? Dạ uống mẹ chồng em uống, mẹ em nói uống thấy khỏe nhiều rồi mẹ em kêu mua thêm. Dạ dạ. Ông anh em ổng bị đau nhức xương khớp đó rồi anh thấy anh Phúc quay anh Phúc vậy nè. Dạ. Rồi anh thấy có hiệu quả vậy rồi mua giùm anh hợp với mẹ chồng em hợp. Dạ dạ. Dạ. Rồi để em đưa giao thuốc cho chị. Dạ. Thì tại vì hôm gà em nghe chị Kiều nói là chị qua là hỏi về thuốc này nhưng mà em thì không có thời gian á. Dạ. Không thời gian để mà đem thuốc đến tư vấn cho chị mà hôm nay thứ nhất chị qua đây chị thăm anh nghệ sĩ Ngân Phúc. Dạ. Thăm nghệ sĩ Ngân Phúc thì sẵn em cũng mượn dịp này em trao thuốc cho chị luôn. Dạ, dạ em mới lên đây lấy cho tiện mới dạ. Hỏi mấy anh đi giao tới nhà mất công vậy đó. Thì vào hổm là chắc mà dạ. Chị mua họ hũ thuốc nhỏ này quá. Dạ. Mua thuốc nhỏ đó rồi dạ. Sẵn bữa nay chồng em không có nhà không chở đi thăm anh em luôn. Dạ dạ. Và hổm là chị có đặt mua hũ thuốc nhỏ này nè của chú anh chị. Nhưng mà uống là cái cô là bị sao? À, mẹ chồng á? Dạ mẹ em bị giang sơ á anh. Giang sơ. Dạ rồi bị đau nhức dưới ba đì nè. Đau nhức ở dưới ba đì. Đi tiểu ban đêm đi tiểu nhiều lần lắm. Dạ. Đi tiểu ngủ không được. Dạ dạ. Rồi mua uống thì thấy đi tiểu ít tiểu lại với đi nhiều nó không có bị đau ba đì. Dạ dạ. Không đau thấy khỏe lại với dạ. Cha chồng em uống như mua hai cha chồng với mẹ chồng em uống chung hộp vậy đó. Dạ. Thấy cha em bị đau ở sau gái này nè. Dạ. Rồi thấy khỏe rồi mẹ em kêu mua thêm hộp nữa. Dạ dạ. Rồi ông anh chồng em á ổng bị đau nhức vậy nè. Dạ. Rồi ảnh kêu hay ảnh mua thêm hộp nữa, ảnh mua uống. Dạ.
như ảnh không có uống thuốc bột được thì ảnh lấy thuốc viên. Rồi, viên ha. Dạ. Dạ. Còn mẹ em thì uống thuốc bột được. Dạ. Thì cái sản phẩm này á, là hộp lớn là 320g nè chị. Dạ. Là mình sử dụng được một tháng. Sáng dạ. ăn cơm xong tầm 15 đến 20 phút sau ha. Là dạ. mình nấu nước sôi lên mình để ấm ấm lại. Trong cái hộp này nó sẽ có cái muỗng là mình đã có uống rồi ha. Dạ, là dạ. mình múc là đầy một muỗng hoặc một muỗng dung cũng vẫn được. Dạ, dạ. Còn nếu mà trường hợp lần đầu tiên mới uống á, thì trong đó có cái muỗng mình múc hơn nửa muỗng thôi. Dạ. Hơn muỗng mình uống liên tục 3 ngày. Tới ngày thứ tư mình tăng lên muỗng. Cũng giống tại sao mình uống đầu tiên uống ít lần như mình thử thuốc á, thử coi nó có hợp với cơ địa mình hay không á. Dạ, nhiều dạ. khi mình uống vô nó bị sốc á. Là trong đó là uống liều lượng là 3g đến 5g là vậy. 3g là đầu tiên mình uống là khoảng nửa muỗng thôi. Dạ. Nửa muỗng rồi mà chuyến sau thì mình tăng lên là một muỗng đầy. Còn viên á thì viên cũng vậy. Viên là cái hũ giống gì hả chị ha? Dạ. Dạ. À, lắc nghe tiếng kêu nè. Thì viên cái chữ là nhiều khi cái chữ thanh diêu này là cảm ơn bạn nha. Dạ. Tại vì nếu mà cái sản phẩm từ cái bột này nè, bột này mới làm cái viên là mình gia công tại nhà. Dạ. Nếu mà mình gắn cái tên cái sản phẩm là Cao Trung Sơn vô đây á, dán vô cái hộp này thì nó không đúng với Bộ Y tế. Dạ. Cho nên là chỉ dán cái thư cảm ơn thôi. Dạ. Thì đầu tiên về mình uống là 3 viên. Dạ. Ăn cơm xong thì cũng uống vậy đó, 3 viên rồi chiều mình tiếp tục mình sử dụng 3 viên nữa liên tục 3 ngày như vậy. Tới ngày thứ tư mình tăng lên là 5 viên. Dạ. Rồi mình uống cảm thấy mà lúc đó khỏe rồi á là khoảng có 10 ngày sau khỏe rồi đó mình tăng lên là 6, 7 viên, 8 viên gì cũng được hoặc là 10 viên luôn cũng được. Dạ. Nhưng mà khuyến khích là 10 ngày sau mình uống khoảng cả 7 viên, 8 viên thôi. Dạ, dạ. Đó. Còn nếu mình khỏe nữa thì mình cứ tiếp tục cái hũ này là hũ lớn. Nó trên là 600 viên là mình uống được 2 tháng. Dạ. Theo chỉ định là uống sáng 5 viên, chiều 5 viên là mình uống được 2 tháng đó. Dạ, dạ. Rồi là vậy là chị ra mua hai hũ này ha. Dạ, hũ lớn. Mua hai. Dạ, dạ. Dạ. Cái bột lớn này là 700 ngàn, hồi này dạ. 900 ngàn là 1 triệu 6. Dạ. Dạ. Chị nhà gần đây không chị? Dạ nhà em ở dưới ngã tư Vĩnh Tiến anh. Vĩnh Tiến là gần em ạ. À. Dạ. Như... Rồi 1 triệu 6 anh. Dạ. Đủ luôn vậy đó hả? Dạ. em đi lấy sẵn dịp em thăm anh 10. Em rồi em lấy giùm luôn thấy mấy anh khỏi dạ. mất công đi giao vậy đó. Dạ dạ dạ. Rồi, cũng em cũng biết để, ở đây để, mà. Để em bỏ dòng họ ở đây mà. Dòng họ bởi vì dạ. thấy dòng họ uống có dạ. tác dụng rồi cho dạ. nên yên tâm cho dòng họ uống. Đây đây rồi, em gửi chị dạ. ha. Dạ. Rồi, em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Về sử dụng đi nếu mà có trường hợp gì đó rồi gọi cho em. Dạ, dạ. Bớt hay chưa anh. Được bớt. Dạ, em dạ. cảm ơn chị rất nhiều. Dạ anh. Em gì trời nhẫn gì trời. Nói về cái quay mặt chỗ khác luôn. Đừng có đi qua nhà tôi đó nghe. Qua nhà tôi không có mời ăn uống gì đâu. Tôi bỏ đói luôn đó. Nha. Dạ nha. Anh rất là dễ thương ha chị ha. Dạ. Dạ nghe anh. Rồi chị cho em mượn dạ. lại mượn lại cái mic cái micro. Rồi về gắn sử dụng thuốc nha chị ha. Dạ. Đừng đầu tiên thì mình uống thì nó hơi giật mình tí xíu mà cô đã có uống rồi khỏe rồi thì không sao đâu. Dạ mẹ em có uống rồi. Dạ dạ dạ. Dạ bạn bè về em ghẻ cái tay nó đau. Không bây giờ đỡ rồi. Dạ. Đỡ rồi chứ lúc trước mà anh lắc vậy là anh gùng mình luôn đó. Dạ. À, bây giờ thì không sao. Dạ, yeah. Chứ lúc trước mà anh cầm cái tay của ảnh như vậy thôi. Ảnh gùng gùng mình. Dạ dạ, em cảm ơn chị. Bắt tay cái dạ dạ dạ, rồi em cảm ơn anh nha. Dạ. Rồi, em Tài xin cập nhật tình hình sức khỏe của anh nghệ sĩ Ngân Phúc. Thì buổi sáng hôm nay thì cô chú anh chị thấy là sau khi ảnh ăn cơm xong thì ảnh đã sử dụng thuốc rồi nha cô chú anh chị. Thì đây để em Tài xin chia sẻ về cái sản phẩm hồi nãy là đây nè cô chú anh chị, đây nè sản phẩm này nè. Hồi nãy là có người chị đã lấy hết một hộp này và một hộp viên luôn rồi. Bây giờ chỉ về hả cô chú anh chị. Đây nè, thứ nhất là sản phẩm này là tên là Ngải Đen Cao Trung Sơn. Thứ nhất nó ngăn ngừa hạn chế di căn các tế bào bị ung thư, hỗ trợ về việc điều trị các chứng bệnh như là ung bú, dạ dày, xương khớp, thoái hóa cột sống, bệnh chỉ, bệnh tiêu đường và các bệnh viêm ngứa, viêm đường ruột, tê tay, tê chân, đau bao tử, trào ngược dạ dày. Rất là tốt luôn cô chú anh chị. Em Tài có để số điện thoại dưới màn hình đó. Cô chú anh chị cần tư vấn về sản phẩm này hãy gọi vào hai số điện thoại em Tài để bên dưới nha cô chú anh chị. Hồi nãy thì cô chú anh chị cũng nghe là người chị trong gia đình là con dâu là mua thuốc cho mẹ chồng và cha chồng. Dạ, anh chồng nữa, anh chồng thì bị đau mấy khớp tay, khớp chân. Thì mới có sử dụng một hộp thuốc nhỏ của chú anh chị, chứ chưa được hộp lớn nữa đó. Mới sử dụng hộp nhỏ này không à. Đây nè, mới sử dụng hộp nhỏ này thôi.
là đã cải thiện được một phần nào đó, gọi là ba người uống lần chứ không phải là hai người nữa. Tại vì mới đầu tiên thì mình cũng chưa tin tưởng về sản phẩm này, đặt cái hũ nhỏ, nhưng ngày hôm nay là thấy cải thiện rồi, bây giờ tiếp tục đặt hũ lớn như thế này, rồi xong đặt thêm hũ lớn viên nữa đó, chú anh chị thấy. Nhưng mà cũng mừng cho là cái chỗ gia đình là hợp cơ địa của chú anh chị, hợp cơ địa thì mau lắm, vài ngày là thấy cải thiện sức khỏe rất là tốt rồi. Còn nếu mà chưa được hợp cơ địa thì mình uống hơi lâu, chẳng hạn như là 5 bữa 6 bữa gì đó cô chú vậy, hoặc 10 bữa gì đó là nó mới có tác dụng. Còn những người mà hợp cơ địa rồi, cô chú anh chị thấy là sử dụng là 2-3 lần thôi là thấy cải thiện sức khỏe rất là tốt luôn. Thì hồi nãy em cũng có nhận cuộc gọi của cô ở bên Mỹ, cô bên Mỹ là cô mua cho người Việt Nam bên mình bên đây uống, là mới đầu là cũng sợ không dám uống vô quá trời giặt rồi chịu hết nổi, tại vì nhiều trên cơ thể mình nhiều độc tố quá thì nó phải giặt rồi cô chú anh chị. Rồi sau khi đó là gán duy trì, rồi ngày hôm nay đã cải thiện sức khỏe được là khoảng cỡ là 20-30% đó cô chú anh chị, mà mới sử dụng hòm mà có nửa hộp là được 20-30% rồi, quá mừng luôn, điện cho em Tài vừa mới gọi luôn. Rồi em Tài cũng, nếu mà cô bên Mỹ có xem được cái video này, nói như cô Lan hay á, xem được cái video này thì hãy nói với gia đình cố gắng sử dụng thêm, tại vì đầu tiên thì hơi giặt như vậy nhưng mà thuốc chạy thì mình mới mừng rồi chú anh chị. Còn cô chú anh chị mà uống vô nó không có gì chơi, ôi sao tao thấy uống bình thường quá trời, sao thấy có gì đâu, thì lúc đó là cô chú thấy là không, cái thuốc đó nó không có được hợp với mình gì mấy, cho nên cũng gán duy trì từ từ rồi nó cũng phải thấm chứ không phải là không thấm. Rồi thì tới giờ ăn cơm cô chú anh chị, ăn sáng xong rồi uống thuốc xong rồi giờ tới ăn cơm. Cơm nhiều dữ vậy đó hả chị? Một tô luôn. Em thấy cũng hơi nhiều á. Vậy ha. Nhưng mà chị Kiều lúc lần là một tô đầy cũng vậy đó, nhưng mà hồi sáng có ăn sáng rồi, sợ như này ăn không hết á. Dạ. Mà chắc hết trơn à. Nhìn mặt tươi lắm à. Hôm nay sao không đút anh Hồng? Cái bữa nay có ly lại đây á. Để đây nè. Vậy đó hả? Dạ. Có ly cái bắt ly đút à. Anh nhìn nè, ăn một tô cơm luôn, ăn cá lóc kho tiêu, rồi canh thêm một chén nữa, quá trời ăn luôn rồi. Mình đút cho ổng mà mình cái miệng mình hả theo ổng luôn chứ. Bắt qua lại hả? Em thấy ngon ghê đó. Ngon. Mình ngước cao lên xíu dễ ăn hơn không ta? Đúng rồi, quên. Quay lên quên. Cao lên xíu dễ ăn hơn chứ nằm. Quên quay lên tí. Ăn mà nằm quá khó ăn. Đúng rồi đó, cao vậy đó. Tôi mới dễ ăn mấy ông ơi. Đúng chưa? Quay qua chở mình luôn rồi. Chở mình im. Rồi ăn cơm đi nha. Nghe chưa? Rồi cho cô chú anh chị xem đoạn ăn cơm tí xíu được rồi, ăn cơm đi nha. Em Tài ngưng nha. Rồi em Tài xin ngưng cô chú anh chị. Cô chú anh chị ơi, sau khi mà ăn cơm xong thì bắt đầu mới nghe anh nghệ sĩ ông Phúc qua một bên để cho ánh mát cô chú anh chị. Thời tiết bây giờ dữ lắm, nóng luôn. Nhìn bên ngoài nè, nắng theo đường cửa sổ nè cô chú anh chị thấy không, nóng chịu không nổi, tới nước mà nổi mà làm như thế này luôn nè cô chú anh chị. Đó, phải để một cái bọc nước đá lên đây rồi quạt gió thổi cái hơi lạnh á là phải bay vào đó chứ bây giờ quá trời luôn rồi, nóng chịu không nổi. Ba bên bốn phía tôi này nè cô chú anh chị đâu chịu nổi đâu đó, hầm dữ lắm luôn, ba bên bốn phía tôi hầm dữ lắm luôn. À, để nước đá gì là cho anh đỡ, anh mát cảnh. Mát thiệt. Chứ giờ quá trời nóng rồi chịu đâu nổi. Này phải như mà có phòng nhà tường được, có phòng được, còn mình còn làm máy lạnh này kia được. Đặt đèn chiếu nhỏ rồi đây ngồi làm đâu á. Mát. Đó, giờ là phải dùng tới cỡ này luôn nè cô chú anh chị chứ. Thời tiết bây giờ là chắc khoảng cỡ 30-40 độ đó chứ không ít đâu.
nè, nó có cái hơi lạnh lạnh này nè, tại vì thổi vô đây thì nước đá nó bay hơi lên nó mát. Tụi nghiệp ảnh nó nóng á, rồi ngứa mình mẩy tối ngày nằm gì không sao chịu nổi cô chú anh chị, bởi vậy rồi xin bịch cái tả nữa đây, đủ thứ hết trơn luôn, hồng lắm. Lúc trước nè, lúc trước chưa có lao phong ha, ở chưa có miếng cao su này ha, tấm tôn không nó dạ dữ lắm, nó nóng dữ lắm. Thì lúc đó em Tài mới ngỏ lời là tính làm lao phong đó, rồi xong cô chú nói giờ nhà cũng mục rồi, thôi em làm miếng cao su gì cũng được rồi, rồi sau này có tiền mình hả cắt sửa nhà lại rồi mình làm lao phong luôn đỡ tốn kém. Thì đó cô chú anh chị thấy giờ làm bằng cái miếng cao su này nhưng mà nó cũng đỡ chứ không phải là nó không ấy, nó cũng mát. Mà thời tiết ngày hôm nay quá trời luôn rồi. Rồi ha, em Tài xin tạm ngưng ở đây nè cô chú anh chị để cho mà ảnh ngủ nghe chút xíu ha. Rồi. À, thưa cả nhà trên kênh Tài U Minh Thượng Kiên Giang, thưa cả nhà hôm nay thì Trung rất là vinh hạnh khi mà được xuất hiện trên kênh của Tài. Dạ, thưa cả nhà thì hôm nay thì Trung ghé đây với chỗ anh Tài về cái hoàn cảnh của nghệ sĩ Nhân Phúc, là một đệ tử của nghệ sĩ ưu tú, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đã không may bây giờ anh không may thì mắc một căn bệnh là gọi là bệnh khô não, và bây giờ đang ở tình trạng là khá là gọi là nghiêm trọng luôn cả nhà. Nghiêm trọng đối với, thật sự là rất rất nghiêm trọng đối với cách đây chừng là 4-5 ngày trước, là lúc đó thì tình trạng của anh Nhân Phúc là có thể nói là rất là nguy kịch luôn cả nhà, mình có thể nói là không biết một cái gì hết. Ở đây thì có chỗ chị Kiều là chị của anh Nhân Phúc, và chị Kiều, thưa chị Kiều, là chị chia sẻ là trước đó là cách đây khoảng 4-5 ngày trước á, thì anh Nhân Phúc tình trạng là như thế nào chị ha? Như là nó mê man, nó cứ ngủ hoài, về tay chân nó yếu lắm. Tay chân yếu. Dạ, nó mê man, nó ngủ hoài, nó không có mở mắt có gì. Mắt thì tình trạng mắt là như thế nào chị? Mắt thì nó cứ liêm diêm giờ nó liêm tiếp vậy đó. Lờ đờ. Không có mà mở mắt giống như là bình thường. Dạ, như bây giờ. Thêm hiếp hoài. Không có mở mắt như bây giờ. Rồi dạ. Tức là kiểu như là cái người vô hồn không? Kiểu như mắt là vô hồn không có dạ, tự động. Dạ. À dạ. Rồi cái tay là như thế nào chị? Tay thì nó để xuống, mình để đâu thì để đó, chứ nó không có cầm đồ vậy như vậy. À, đây trên tay của anh Nhân Phúc đang cầm tiền cả nhà, đây là của Mạnh Thường Quân mình đã tới chia sẻ qua để mà giúp đỡ anh Nhân Phúc. Rồi thưa chị là sau đó hiện tại bây giờ thì anh Nhân Phúc đã có tiến triển thế nào chị hả? Dạ bây giờ nó đỡ lắm, mình thấy nó tay chân cử động rồi, mắt thì lanh rồi, cổ thì xây qua xây lại. Dạ. Cái nó rồi ăn uống sữa rồi nó uống ăn được vài muỗng cháo nữa. Uống sữa nhiều. Là chị chia sẻ là sau khi ảnh dùng cái gì mà thuốc nào mà có thể là giúp ảnh có thực sự cải tiến gì ha? Dạ thì uống thuốc của Cao Trung nè. Ủa Cao Trung Sơn. Dạ. Trước đó mình có thử nhiều là thuốc khác không chị ha? Dạ thử nhiều thuốc khác lắm. Ai chỉ gì kêu mua gì lại mua đó cho nó uống, mà em thấy nó không có cải thiện gì hết, cứ nằm miết kia em gầu buồn lắm. Dạ. Xong uống thuốc này em thấy nó. Dạ. Chị nói chị. Dạ. Uống thuốc này em thấy nó đỡ, nó khỏe lại, em mừng lắm. À, dạ thưa cả nhà, đây sản phẩm Cao Đông Sơn là sản phẩm bên nhà Trung. À, Trung thì bên kênh YouTube là Cao Anh Trung Vlog. Thì bên nhà Trung là đang có bán sản phẩm này, đây là một bài thuốc gia truyền của thầy Tư Dễ, thầy đã để lại bài thuốc này và Trung đã may mắn được thầy gửi gắm và cũng có một sự thừa hưởng để mà giúp đỡ cho bà con. Bên nhà Trung đang bán với một hũ này tại nhà là 700.000 một hũ cả nhà nha. Và đối với những bệnh nhân nghèo khó khăn á, đặc biệt á, thì Trung có chia sẻ để mà giúp cho bà con mình có thể là được khỏe mạnh mà không phải tốn nhiều tiền ở nhà nha. 700.000 đối với cái người khác có tiền thì nó là lớn, nó là nhỏ thôi, nhưng mà đối với người mà nghèo khó thì nó là một cái số tiền khá là lớn cả nhà, nhiều lúc bà con mình không có đủ luôn đấy. Nhưng mà một điều quan trọng á là cái giá trị ở sản phẩm này, giá trị nó là gì, là khi mà Trung đã tìm kiếm cái nguồn củ ngải, thành phần chính là củ ngải đen, củ ngải chống độc, và Trung tìm kiếm một cái nguồn nó tốt, có chất lượng,
để cho và sản xuất theo dây chuyền khép kín nữa, và giúp cho bà con mình đảm bảo có sức khỏe, đảm bảo đâu đó về cái tính an toàn vệ sinh, an toàn về cái việc mà dinh dưỡng dược liệu mình đưa vô cơ thể. Và với cái sản phẩm này thì có rất là nhiều bạn con cô chú anh chị mình đã sử dụng và khỏe mạnh và chia sẻ lan tỏa qua để chia sẻ cho nhiều người. Bởi vì nhiều người là có tốn cả tiền trăm triệu, hàng trăm triệu nhưng mà không có bớt bệnh đâu cả nhà. Nhưng may mắn thì sau khi sản phẩm ở chung có thể là một cái sản phẩm mà nó có cái dược tính tốt, hoặc là cũng có thể là do đó có duyên và cũng có may mắn, có gì đó may mắn đã đưa đẩy cho cái sản phẩm này đưa đến cái người tiêu dùng, cái người bệnh nhân mau chóng khỏe mạnh. Và sau đó thì Trung cũng có chia sẻ và có nhớ, và chỗ anh Tài Uyên Thượng cũng là một người mà Trung đã có quen biết sau này, và cũng đã một người đi giúp thiện nguyện, và sau đó Trung có chia sẻ cho anh Tài, và anh Tài cũng đã có những bệnh nhân gọi là sau khi dùng cũng có tiến triển tốt, và anh Tài cũng đã có ngỏ ý là muốn gọi là chia lại cái sản phẩm này, chia sẻ cho bà con. Và anh Tài có thể nói vài điều về cái sản phẩm, về cái việc mà cái sản phẩm này khi mà anh Tài đã mới vừa dùng, mới vừa cho bệnh nhân dùng thì đã có cảm nhận thế nào anh Tài ha? Thì đầu tiên mà lúc mà em giới thiệu về sản phẩm này á thì bà con là cũng chưa có tin, là nghĩ là em lấy trên mạng về bán không à. Cho nên là người ta hỏi là nếu mà sử dụng không hết thì sao, thì lúc đó em cũng không dám chắc ăn. Tại vì em cũng mới biết về nguồn hàng à. Sau khi mà em theo dõi cái kênh của anh lâu rồi đó, thì em mới biết được là bà con hiện nay là cũng rất là đang tin dùng về sản phẩm này bên là Cao Trung Sơn. Sau khi đó bà con đã có mua sản phẩm bên em là sử dụng. Thì hầu hết là khi sử dụng hết một hộp rồi là người ta lại đặt thêm một hộp nữa. Rồi tiếp tục đặt rất là nhiều hộp để đưa lại những mà dòng họ trong gia đình đó là ta sử dụng, thì được phản hồi rất là ok. Đó. Như vậy là cho nên là em mới ngỏ lời với anh là xin cho em xin được sử dụng sản phẩm này của anh, là đưa lên cộng đồng mạng để giới thiệu, chia sẻ đến những bà con nào mà hiện nay mà gặp phải những cái chứng bệnh đó thì có thể là dùng loại thuốc này rất là tốt cho sức khỏe. Cái chỗ mà gọi là những video mà Trung trên kênh YouTube Cao Trung Vlog, những video mà quay bệnh nhân đó là những bệnh nhân thực tế mà Trung đi chia sẻ, cũng giống như hiện tại đây chỗ anh Ngân Phúc cũng có những phản hồi và tích cực á, thì cũng là những video mà Trung có chia sẻ cho bà con. Và hôm nay thì có thêm một cái kênh YouTube của anh Tài cũng chia sẻ, và anh Tài cũng bán cũng cùng một giá bên nhà Trung thôi, cũng một giá bên nhà Trung thôi. Và cả nhà nếu mà yêu thích kênh Tài Ung Thượng Kiên Giang thì có thể là liên hệ để mà tin dùng sản phẩm này đến cho bà con mình nha. Dạ. Sản phẩm này thì 100% là sản phẩm của bên mà kênh vlog Cao Anh Trung, là đây là cũng là công ty của anh là Cao Trung Sơn, thì em là người mà được anh Trung tin tưởng là giao lại để mà gửi gắm đến bà con nào mà có bệnh mà về mà để sử dụng cái loại thuốc này cho tốt sức khỏe. Thì anh Trung cũng dặn em rất là nhiều điều khi mà giao thuốc là phải là trung thực, là gửi đến cho bà con là 100% là thuốc phải của ảnh, chứ không được bào chế riêng tư bất kỳ một loại thuốc nào đó mà để làm mạo giả hoặc là sản phẩm gì của ảnh. Thì ngày hôm nay thì em cũng may mắn là gặp được anh Trung ở đây, thì sẵn có sản phẩm đây thì em cũng muốn gửi đến cô chú anh chị, nếu có tin dùng tin tưởng ở hai anh em thì mua bên ai cũng được, bên em và bên anh Trung, bên nào cũng được, thì hai anh em cũng đều chung một sản phẩm giống nhau. Thì em cũng cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Dạ, nếu mà cô chú anh chị mình đang xem kênh của Tài U Minh Thượng thì cứ liên hệ Tài U Minh Thượng để có thể là gửi lại thông tin. Anh Tài U Minh Thượng sẽ gửi thông tin của khách hàng của cô chú anh chị mình á. Bên nhà Trung sẽ liên hệ tư vấn cho cô chú anh chị. Đó cũng là cách để giúp anh Tài có thêm những cái có thêm những chi phí để mình đi làm thì giúp đỡ bà con cả nhà nha. Dạ dạ. Dạ. Ồ hả, mấy hả hồng lớn hả? Hồng lớn rồi đó. Ồ. Ngáp lớn. Ồ, nay ngáp lớn luôn rồi đó. Mà ngày hôm nay gương mặt cái đỏ kìa, hồng hào kìa. Gương mặt cả nhà thấy nó đỏ và hồng đỏ hào. Hồng hào. Ồ. Lúc trước là tái xanh nè. Mắt nó còn không vô mình. Khóc rồi. Ồ. Ngày hôm. Cảm ơn anh đi, nhờ thuốc của anh cho nó mà uống. Ngày hôm qua kêu anh mừng đó nha, anh mừng á.
Đó, xong rồi khỏe. Chỗ nhiều bà nhiều người nằm một chỗ luôn, bây giờ ta đứng lên được đi được rồi đó. Nha, cố gắng uống thuốc này nè, vô nè, hiểu chưa? Uống vô là sức khỏe mạnh lên, đứng lên đi lại bình thường đi hát luôn đó. Nha. Ừ. Nhịp 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 trong tiền nè. À. Lấy tay nhịp đi nè. Nhịp nhịp hả? Tính đi ca hả? Ừ. Rồi vậy đi nha. À, dạ thưa chú cô chú anh chị, đến đây một xíu clip gửi tới đi cô chú anh chị mình hiểu thông tin. Cô chú anh chị mình nếu mà có đặt mua sản phẩm thì cứ liên hệ chỗ anh Tài, bình thường có số điện thoại của anh Tài để bên dưới màn hình cả nhà nha, cả nhà cứ liên hệ. À, và anh Tài sẽ chuyển thông tin qua bên cho chỗ nhà Trung để nhà Trung tư vấn. Tại bên nhà Trung có đội ngũ chuyên nghiệp, các bạn đã làm và am hiểu về sản phẩm để tư vấn các bạn cho cô chú anh chị mình hiểu rõ hơn. Dạ bây giờ thì chắc lẽ mình khép lại video đây anh Tài ha. Rồi em Tài cũng xin kết thúc video tại đây, chúc cô chú chị xem video thật nhiều sức khỏe, làm ăn thành công trong cuộc sống. Em Tài ngừng video tại đây ạ. Dạ chúc cô chú sức khỏe, chào tạm biệt ạ. Dạ.